Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga dồn dập tấn công trên nhiều mặt trận, Kiev gặp bất lợi ở Volchan. Ukraine đã cố gắng phản công ở Kharkov nhằm giáng một đòn mạnh vào đối phương. Tuy nhiên, họ đã rơi vào thế lực bất tòng tâm trong những trận chiến vô vọng do thiếu trầm trọng về nguồn lực và quân số. Toàn bộ chiến tuyến hôm 29 tháng 6 hoạt động rất tích cực. Quân đội Nga đã giành được nhiều thắng lợi dọc chiến tuyến. Kênh Military Summary đưa tin, tại Volchan, trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow tiến về phía nam thành cổ, đẩy quân Ukraine vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, theo một blogger quân sự, lực lượng Kiev cũng đã phát triển về phía nam khu phố Yuri Gagarin. Ở phía bắc Terni trên hướng Kupiang, quân đội Nga tiến thêm khoảng 2 km, với chính diện rộng khoảng 8 km. Lực lượng Kiev tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào rừng Crimea và giành được lãnh thổ. Tại Chasovka, lực lượng Moscow đã chiếm được gần như toàn bộ lãnh thổ tiểu khu Kanan cho đến tận kênh đào. Hiện Ukraine chỉ còn giữ được duy nhất thành cổ ở phía đông tiểu khu. Về hướng Torez, quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể và làng Pipdinner gần như đã được kiểm soát hoàn toàn. Theo hướng Avdiivka, lực lượng Moscow tiến gần Sokin và cũng đang tiến gần hơn về phía nam Novosilivka-Persa. Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine gần Odessa cùng với kíp trắc thủ của nó đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, một đoàn tàu chở thiết bị quân sự ở Zaporizhia cũng bị phá hủy. Trong một diễn biến liên quan, nhóm quân trung tâm của Moscow phát triển cuộc hành quân tấn công bất ngờ, đột phá từ Golovka đến Torez. Sau khi giành quyền kiểm soát Sum, các nhóm xung kích Nga chiếm Leninskoy và tiến vào Zhutnoye, Ivdennoye. Những thành công của lực lượng Moscow một lần nữa được các nhà phân tích quân sự Ukraine công nhận khi công bố bản đồ và ghi rõ. Quân đội Nga tiến vào làng Pipdennoye và vùng ngoại ô trên một khu vực rộng tới 1,65 km và sâu khoảng 2,3 km phía đông làng Drutba. Đối phương đã thiết lập một điểm triển khai tạm thời tại một trong các tòa nhà của trạm bơm của kênh Seversky Donetsk. Vì sao Nga đưa dòng lửa S-500 tới bán đảo Crimea? Theo trang Eurasian Times, ông Kirilo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, hôm 12 tháng 6 nói rằng Nga đã triển khai hệ thống phòng không hiện đại S-500 tới bán đảo Crimea. Chúng tôi đã nhìn thấy các đơn vị S-500 mới nhất xuất hiện ở Crimea, ông Budanov nói. Theo Eurasian Times, không thể xác minh độc lập tuyên bố của ông Budanov, nhưng nếu đúng như vậy, thì đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không thế hệ kế tiếp S-500 được đưa vào sử dụng trong chiến đấu. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, khi đó là ông Sergei Shoigu thông báo, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận lô hệ thống phòng không S-500 trong năm nay. Sau khi tuyên bố của ông Budanov xuất hiện trên kênh truyền thông, giới phân tích quân sự cho rằng Nga có thể đang bảo vệ cầu cách trước các cuộc tấn công của Ukraine do tầm quan trọng chiến lược của cây cầu. Lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm vào cây cầu này. Cây cầu chiến lược cách còn gọi là cầu Crimea, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea và thường xuyên được sử dụng để vận chuyển binh lính và vũ khí của Nga tới Crimea. Tháng 8 năm 2023, cầu cách bị hư hỏng trong một vụ ném bom lớn mà giới chức Nga cho là do Ukraine tiến hành với sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Cuộc tấn công khiến cây cầu đóng cửa, ngưng mọi hoạt động di chuyển của các phương tiện. Không chỉ vậy, cuối tháng 5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng phà cách tại Crimea đã bị tên lửa Atak tấn công. Theo các báo cáo và hình ảnh vệ tinh do Kiev công bố, hai tàu Nga bị trúng đạn trong cuộc tấn công ngày 30 tháng 5. Tuy vậy, việc Nga triển khai hệ thống phòng không S-500 tại Crimea có thể là nhằm đối phó các mối đe dọa lớn hơn. Theo một số nhà phân tích, việc triển khai này có thể ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tiến hành các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Trực thăng Mi-28NM Nga tuần tra phóng rocket vào vị trí Ukraine. Ngày 29 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video cho thấy trực thăng Mi-28NM của nước này làm nhiệm vụ phóng rocket vào vị trí của quân đội Ukraine, sau đó trở về căn cứ an toàn, theo hãng tin Sputnik. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ địa điểm vụ tấn công, nhưng cho biết trực thăng Mi-28NM đã tấn công nhanh chóng vào lực lượng đối phương, tránh hỏa lực đáp trả và trở về căn cứ an toàn.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho các quan chức chuẩn bị phản ứng trước các chuyến bay từ thiết bị không người lái của Mỹ trên Biển Đen. Đây được cho là một cảnh báo rõ ràng rằng Moscow có thể có hành động mạnh để xua đuổi máy bay trinh sát Mỹ. Theo hãng thông tấn TASS, trong một tuyên bố ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận cường độ gia tăng hoạt động gần đây của các thiết bị không người lái của Mỹ trên Biển Đen, cáo buộc các thiết bị đó làm nhiệm vụ do thám và nhắm mục tiêu giúp các loại vũ khí chính xác mà các nước phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine tấn công vào các cơ sở của Nga. Nó cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO khác vào cuộc xung đột Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Cơ quan này nhấn mạnh, các chuyến bay như vậy làm tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố liên quan đến máy bay quân sự Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Liên minh và Liên bang Nga. Các thành viên NATO sẽ chịu trách nhiệm về điều đó, tuyên bố nói thêm. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu đưa ra các đề xuất về các biện pháp phản ứng chủ động trước các hành động khiêu khích. Theo hãng tin AP, đây không phải lần đầu tiên Washington và Moscow tranh cãi về các chuyến bay do thám của Mỹ tại Biển Đen. Tháng 3 năm 2023, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã làm hư hại thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến nó lao xuống Biển Đen. Đây là cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng Nga và Mỹ kể từ chiến tranh lạnh. Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết chiếc MQ-9 Reaper đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ trên Biển Đen trong không phận quốc tế. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiết bị bay không người lái của Mỹ đang bay gần biên giới Nga và xâm nhập vào khu vực được chính quyền Nga tuyên bố là ngoài giới hạn. Việc lặp lại một cuộc đối đầu như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng về cuộc chiến ở Ukraine. Nga đã tuyên bố cấm các hoạt động bay giám sát tại các khu vực rộng lớn gần Crimea kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Nhiều lần, Moscow đã cáo buộc các máy bay giám sát của Mỹ bay quá gần biên giới trong khi phớt lờ các thông báo do Nga đưa ra. Tuyên bố ngày 28 tháng 6 của Nga được đưa ra sau cuộc tấn công vào Ukraine vào Sevastopol trước đó bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Các quan chức Nga tuyên bố Mỹ trực tiếp tham gia vào vụ tấn công bằng cách cung cấp thông tin tình báo và nhắm giúp mục tiêu, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa. Nga pháo kích khắp lãnh thổ Ukraine. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine rằng quân đội Nga ngày 29 tháng 6 đã tấn công thành phố Vilnius, tỉnh Zaporizhia, khiến 7 người thiệt mạng, 31 người bị thương. Theo cảnh sát tỉnh Zaporizhia, Nga đã phóng 2 tên lửa vào Vilnius làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng, một cửa hàng và các tòa nhà dân cư. Hỏa hoạn xảy ra sau các vụ tấn công. Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk, ông Vadim Filaskin báo cáo về cuộc tấn công của Nga vào 3 khu định cư ở tỉnh này vào đêm 29 tháng 6, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Cùng ngày, thị trưởng thành phố Dohachi, tỉnh Kharkiv, ông Vyacheslav Zadorenko nói rằng Moscow đã tấn công thành phố này bằng bom dẫn đường trên không, khiến 3 người bị thương và làm hư hại một số cơ sở hạ tầng dân sự. Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho biết, sáng 29 tháng 6, quân đội Nga đã pháo kích vào làng Nednipryansky, Kherson, khiến 3 người bị thương. Trước đó, ngày 28 tháng 6, chính quyền địa phương nói rằng Nga đã tấn công tên lửa vào một tòa chung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk, làm một người chết, 12 người bị thương và 2 người mất tích. Bình luận về vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 6 nói rằng Nga phải chịu trách nhiệm về hành động khủng bố và chính quyền Ukraine đang chuẩn bị các giải pháp mới để bảo vệ người dân, theo hãng thông tấn Ukrinform. Ông Zelensky lưu ý rằng lực lượng chức năng tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ tên lửa tại hiện trường và chưa rõ số phận của một số người sống tại tòa nhà. Ngày qua, ông Ilda Salyev, giám đốc điều hành công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Ditech, nói rằng công ty này đã mất gần 90% công suất phát điện do các cuộc tấn công của Nga. Ông Salyev cáo buộc Nga đã tấn công các nhà máy nhiệt điện của Ditech hơn 180 lần, gây thiệt hại khoảng 350 triệu USD. Chỉ riêng năm nay, chúng tôi phải chi gần 100 triệu USD để sửa chữa các nhà máy nhiệt điện. Các chuyên gia của chúng tôi đang tìm kiếm thiết bị bảo trì trên toàn thế giới để có thể mua, mang về và lắp đặt tại Ukraine, ông Salyev nói thêm. Trong ngày, lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 10 máy bay không người lái UAV tấn công của Nga. Theo báo cáo, Nga đã phóng UAV vào Ukraine từ khu vực Primorskoye Atash, tỉnh Krasnodar Krai, Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!